Xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Công an tỉnh Bình Dương vừa đồng loạt ra quân triệt xóa thành công một đường dây cá cược bóng đá qua mạng Internet với lượng giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện đối tượng Đỗ Văn Tâm, sinh năm 1988, trú tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cùng đồng bọn tổ chức đường dây hoạt động cá cược bóng đá trái phép trên không gian mạng có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Với vai trò cầm đầu, đối tượng Tâm đã liên kết cùng đối tượng Lê Minh Trí, sinh năm 1992 quê tỉnh Bến Tre và một số đối tượng khác tổ chức lượng giao dịch cá cược bóng đá do nhà cái giao cho có hạn mức 150.000 đô la Mỹ tiền ảo đánh bạc mỗi ngày. Để thu hút người chơi, Tâm và đồng bọn mở 17 tài khoản cá cược bóng đá. Đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ, cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch cá cược bóng đá trên mạng là khoảng 63 tỷ đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ban chuyên án đang tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan và tiến hành phong tỏa ra 40 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá cược bóng đá. Đổ thải trên 400 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường, Nguyễn Hữu Tuấn và Phạm Quang Sơn cùng chú tại Hà Nội vừa bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố về hành vi xả chất thải trái phép chưa qua xử lý ra môi trường. Vào ngày 1 tháng 4, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt. Quá trình hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng đã đổ thải trên 400 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Quang Sơn, phó giám đốc công ty và Nguyễn Hữu Tuấn, quản lý trạm trộn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt là đối tượng trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Cục Quản lý Thị trường của tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai lực lượng đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán quần áo dằn di quân phục không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện hơn 1.200 bộ quần áo dằn di không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý Thị trường số 4 đã phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo có địa chỉ 45 An Dương Vương, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ dằn di và thắt lưng đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông Lê Quang Minh đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Minh khai nhận nhập toàn bộ số hàng hóa này từ thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, đội quản lý thị trường số 1 cũng đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện hàng trăm bộ quần áo dằn di đã qua sử dụng. Cả hai chủ hộ kinh doanh đều chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tuần tra xử lý các trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép hiện đang được lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh. Ngoài ra, những biện pháp mạnh như là chôn cống bê tông và đổ các trụ bê tông ở các đầu đường giao thông để ngăn chặn xe ô tô vào khai thác cát trái phép đã được công an triển khai quyết liệt thời gian qua nhằm đấu tranh với tệ nạn khai thác cát trái phép. Lợi dụng đêm khuya tại địa bàn giáp ranh giữa lòng sông Trà Khúc, các đối tượng dùng máy hút để khai thác trộm cát. Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã phục kích, bao vây trắng đêm, bắt giữ nhiều máy hút cát nằm giữa lòng sông. Tôi lên trên bờ, tôi mua cát ở Thọ Lộc Tây, rồi dùng bà con dùng sản xuất. Mà đó lực lượng đi về là gặp lực lượng công an, rồi tạm giữ xe. Từ tháng 4 năm 2023 đến nay, Công an huyện Sơn Tịnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp kéo giảm sâu tình trạng khai thác cát trái phép ở xã Tịnh Hà. Đã phát hiện xử lý 35 vụ, 38 đối tượng. Mới đây, Công an huyện phối hợp cùng địa phương, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh sử dụng xe cơ giới đào đường, chôn bi và 26 trụ bê tông tại lối vào 15 con đường các bãi tập kết, khai thác, mua bán trái phép cát trên địa bàn thôn Trường Xuân và thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà. Việc chôn bi, trụ bê tông và lắp đặt các biển báo cấm, camera quan sát hiện nay đã ngăn chặn các ô tô vào bãi cát. Ủy ban huyện và Công an huyện tổ chức là rầu chén các bãi các đường dân sinh mà tự phát để mà ngăn chặn việc khai thác trái phép. Lợi dụng tình hình khan hiếm cát hiện nay, nhiều người dân đã trộm cát với quy mô nhỏ lẻ. Công an huyện cũng đã rà soát, tổ chức tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không khai thác cát trái phép. Số người dân và trực tiếp tham gia các hoạt động khai thác, mua bán cát trái phép trên địa bàn huyện để tổ chức tuyên truyền, ký cam kết. Sau đó này, Công an huyện đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về khai thác vận chuyển cát trái phép trên địa bàn huyện. Đến hiện giờ này là coi như không còn ghe nào làm việc, không còn xe nào mà xúc cát để vận chuyển đi. Đảm bảo được cái điều kiện vệ sinh môi trường, đảm bảo về tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Hiện nay, khu vực mỏ cát tại các thôn Trường Xuân và Thọ Lộc đã được tổ chức bán đấu giá. Doanh nghiệp chung đấu giá đang hoàn thiện các thủ tục để được cấp giấy phép khai thác. Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ tại khu vực này để ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 53 của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số 74 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đối với các dự án chậm tiến độ không hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu phân loại để xây dựng kế hoạch lộ trình, làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm tiêu cực, thất thoát đối với các tổ chức đơn vị cá nhân liên quan 6 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả hoặc lãng phí, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 7. 6 dự án này bao gồm dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, dự án khu nhà ở sinh viên, cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, dự án tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích, Bảo tàng Hà Nội, dự án đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư trái phiếu. Đồng thời, hiệp hội này đề xuất miễn thuế lợi tức, thuế chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân để kích thích thị trường huy động vốn dài hạn. Theo lập luận của VAFI, Ngân hàng Nhà nước cũng có thể giảm một phần nhỏ từ thuế thu nhập về lãi trái phiếu, khoảng từ 1,5-2%, nhưng trên quan điểm chi phí lợi ích thì nhà nước bỏ ra một đồng vốn mà thu được lợi ích gấp nhiều lần. Giải pháp này cũng có thể góp phần giảm lãi suất phát hành trái phiếu dài hạn và từ đó góp phần hạ mặt bằng huy động vốn, từ đó lãi suất cho hệ thống doanh nghiệp vay dài hạn sẽ được giảm. Giá cả của một số mặt hàng có xu hướng tăng trên thị trường ngày hôm nay, chi tiết có trong cụm tin vắn. Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 71.000 đến 74.000 đồng trên 1 kg, tăng 500 đồng trên 1 kg tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện đồng USD đi xuống đang giúp giá tiêu xuất khẩu ở các nước tăng lên, qua đó hỗ trợ thị trường tiêu trong nước phục hồi. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, tiêu được thu mua với mức 72.500 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 71.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 71.500 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 74.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá lợn hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc tăng từ 1.000 đồng trên 1 kg đến 2.000 đồng trên 1 kg, dao động trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng trên 1 kg. Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng mạnh 4.000 đến 7.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, mặt bằng giá ở các thành phố vào khoảng 55.000 đến 61.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá cao nhất trong gần một năm trở lại đây. Cụm từ cắt điện để giảm tải là câu nói được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày hè nắng nóng và cũng đã gây không ít khó khăn phiền toái cho người dân cũng như là doanh nghiệp. Hiện tượng El Nino, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện bị cạn kiệt nguồn nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất điện. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Những ngày hè nắng nóng, anh Tuấn đã phải đi mua thêm máy điều hòa cho gia đình. Mặc dù gia đình anh đã có đầy đủ quạt điện, tuy nhiên anh Tuấn lo lắng một điều là khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao thì việc thiếu điện cung cấp cho sinh hoạt sẽ hiện hữu. Thời tiết nắng nóng như này thì gia đình tôi cũng như các mọi gia đình, các hộ sử dụng thì các hộ dân thì cơ bản là hệ thống làm mát nó rất là nhiều. Như quạt, điều hòa thì bên cạnh như mình đã tăng cường cái hiệu suất sử dụng của cái hệ thống làm mát lên thì mình sẽ giảm thiểu của các cái hệ thống sử dụng điện khác như ví dụ như bếp rồi là đi hệ thống chiếu sáng để làm sao để đảm bảo được cái cân bằng giữa cái mức chi phí về điện hay là cân bằng để làm sao giảm thiểu yếu tố để mình tiết kiệm điện hơn trong cuộc sống. Mùa hè này thì cái nhu cầu sử dụng điện nó cũng sẽ tăng cao, tất cả các hộ gia đình đều sử dụng điện với cái mức gọi là quá cao hơn so với bình thường, mức bình thường thì tôi cũng đang lo lắng là ở cái nguy cơ là cái sử dụng thiếu điện trong mùa hè này ấy, vì vừa mấy hôm vừa rồi thì nhà tôi cũng vừa bị mất điện xong nên là mùa hè này cái nguy cơ thiếu điện thiếu nước là cũng là vấn đề đáng lo ngại cho tất cả mọi người. Năm nay từ các tháng 3, tháng 4 đã bắt đầu xuất hiện những điều khó khăn trong quá trình vận hành hệ thống điện. Tình hình đặc biệt căng thẳng bắt đầu vào cuối tháng 5 với phụ tải sử dụng điện tăng đột biến. Tháng 6 nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao trong khi hạn hán căng thẳng.
cũng như các nước khác trên thế giới, việc thiếu điện ở Việt Nam liên quan rất lớn đến tình trạng El Nino. Hiện còn duy nhất Hồ Hòa Bình giữ được mực nước, bảo đảm cung cấp điện. Còn tại các nhà máy nhiệt điện, do vận hành kéo dài trong nắng nóng, nên nhiều tổ máy phát sinh sự cố bắt buộc phải giảm công suất. Do đó việc thiếu hụt là rất lớn. Đối với các nhà máy thủy điện thì chúng tôi cũng đang cố gắng tiếp tục tiết kiệm nước để đảm bảo các nước, các hồ thủy điện không bị rơi xuống dưới mức nước chết, làm bất khả dụng các nhà máy này. Bên cạnh đó chúng tôi cũng bám sát với các tình hình dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng như là các đài dự báo trên thế giới để liên tục cập nhật các cái tình hình lưu lượng nước về các hồ thủy điện để từ đó đưa ra những cái giải pháp vận hành tối ưu. Một trong những giải pháp tiếp theo là chúng tôi đã di rời các nhà máy thủy điện nhỏ phát vào đúng những cái lúc mà khách hàng sử dụng điện nhiều nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nâng cái khả năng truyền tải điện từ miền Trung miền Nam ra ngoài miền Bắc thông qua đường dây 500 kV Hà Tĩnh Nho Quan Nghi Sơn, nâng cái mức truyền tải từ 2.100 MW lên đến 2.500 MW để làm sao cố gắng nỗ lực tối đa trong cái ngắn hạn này. Cũng theo các chuyên gia, việc thiếu điện hiện nay có tính hệ thống. Thiếu điện đã được cảnh báo nhưng lại không có hành động rõ ràng. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp cao nhất, câu chuyện sẽ rất khó giải quyết. Cùng với việc thiếu điện, cần có cơ chế để nhà đầu tư nhìn thấy thiếu điện là cơ hội đầu tư, cơ hội phát triển thay vì nhìn nó như một nút thắt kìm hãm sự phát triển. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những nội dung trong Kinh tế Phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, liên quan đến những vi phạm hành chính và các công trình về vi phạm về trật tự xây dựng còn tồn đọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức khẩn trương kiểm tra, rà soát tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử lý vi phạm trên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính và các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trước khi Ban Thường vụ Thành ủy thành phố ban hành chỉ thị 23 năm 2019. Đồng thời thực hiện nghiêm các nghiệp vụ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao tại công văn 1289 năm 2022. Về kinh phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại công văn về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa phương chủ động trao đổi với Sở Tài chính. Trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết, Sở Tài chính chủ động báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, thành phố cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, bao gồm cả công tác phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các Ban Quản lý khu đô thị mới trên địa bàn. Dự kiến 7 tháng cuối năm thì ngành bảo hiểm của thành phố thu đạt và vượt 85.700 tỷ đồng về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là chia sẻ của ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý 2 2023 sáng nay ngày 14 tháng 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 7 tháng cuối năm 2023, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển thêm 318.949 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phát triển thêm 48.194 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thêm 919.898 người tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, số thu đạt và vượt 85.754 tỷ đồng và số nợ kiểm soát dưới 4% so với kế hoạch thu. Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.740 cuộc để hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đặc biệt tăng cường thanh tra đột xuất, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với những cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp với công an thành phố khởi tố hình sự đối với các đơn vị không chấp hành theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên xét xử Lưu Hoàng Hải, Vũ Thị Lan, Nguyễn Ánh Kiệt và Trần Minh Trung cùng 18 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo tài liệu của cơ quan chức năng. Tại phiên tòa sáng nay thì do luật sư của một số bị cáo vắng mặt, hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2021, Hải, Lan, Kiệt và Trung cùng các đồng phạm bàn bạc thống nhất lên mạng Internet tìm kiếm thông tin người cần bán nhà đất có giá trị cao để giở trò lừa đảo. Các đối tượng thu thập thông tin người dân đang bán đất, phân công nhau tiếp cận giả vờ hỏi mua đất để chụp hình sổ đỏ. Sau đó các đối tượng thuê người làm sổ đỏ giả, rồi đóng giả người có nhu cầu mua đất để tiếp cận chủ đất, lợi dụng cơ hội để đánh tráo sổ đỏ thật. Các đối tượng còn yêu cầu người bán đất cung cấp thông tin cá nhân để soạn thảo hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng. Chủ đất tin là thật nên đã cung cấp thông tin. Khi đã có sổ đỏ thật cùng thông tin giấy tờ nhân thân của chủ đất, nhóm Hải, Lan, Kiệt và Trung thuê và phân công người đóng giả chủ đất và người mua đất để thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm đối tượng làm giả thông tin cá nhân của người đã thuê đóng giả chủ đất, đóng giả người mua bán đất có nhiệm vụ ký hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng. Thực hiện các thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đến văn phòng công chứng tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long để ký các hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng thuê dịch vụ để chỉnh lý qua tên người đóng giả mua, rồi tiếp tục ký chuyển nhượng hoặc mang đi thế chấp chiếm đoạt số tiền rất lớn. Hải, Lan, Kiệt và Trung và đồng phạm đã thực hiện 5 vụ lừa đảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chiếm đoạt số tiền 19 tỷ đồng. Cùng với thủ đoạn tương tự, nhóm của Hải, Lan, Kiệt và Trung cùng đồng phạm đã gây ra 8 vụ lừa đảo khác tại Bến Tre 3 vụ, tại Đồng Tháp 2 vụ, tại Vĩnh Long, Long An và Sóc Trăng mỗi địa phương 1 vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã có thông báo và phối hợp với công an các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền. Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển cho biết đã dẫn giải phương tiện chở 45.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về thành phố Vũng Tàu và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát điều tra 3 điều tra xử lý. Trước đó vào lúc 13:30 phút ngày 10 tháng 6, tại khu vực biển cách Đông Nam Bảy Quế Đường khoảng 50 hải lý, Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển phát hiện tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG94931TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên dừng tàu để kiểm tra hành chính. Thời điểm này, trên tàu cá có 4 thuyền viên do ông Đỗ Văn Khánh, sinh năm 1968, quê Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Theo lời khai của ông Khánh, chiếc tàu của ông không làm nghề đánh bắt hải sản mà đang vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua thì hình thức huy động đầu tư vào tập đoàn Trường Tiền. Số tiền các nạn nhân tố giác bị chiếm đoạt là hơn 176 tỷ đồng. Theo đó, vụ án liên quan đến tập đoàn Trường Tiền có trụ sở tại thành phố Hà Nội, xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương khác. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan. Trước đó, hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lãnh đạo tập đoàn Trường Tiền là ông Lê Khánh Trình, chủ tịch hội đồng quản trị và ông Khiếu Xuân Khương, tổng giám đốc. Nội dung tố giác từ năm 2018 đến năm 2019, rất nhiều người tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương. Sau đó, các cá nhân trên đã nộp chuyển tiền cho công ty Trường Tiền. Tuy nhiên, tập đoàn Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn nên nhiều người làm thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Trường Tiền vẫn không thực hiện việc trả tiền và có dấu hiệu trốn trách nhiệm. Khoảng 200 người tố cáo tập đoàn Trường Tiền chiếm đoạt hơn 176 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 thì tại chi nhánh môi trường đô thị Sài Gòn, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo về chất lượng đối với gần 2.700 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm. Đợt tiêu hủy hàng hóa này thuộc quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành dưới sự chứng kiến và giám sát tiêu hủy của đại diện đội quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy là mặt hàng đồ chơi trẻ em, không gắn dấu chứng nhận hợp quy CO theo quy định, không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, và mặt hàng bình đựng nước không đăng ký bản công bố hợp quy, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phương thức tiêu hủy được áp dụng, dùng máy hủy hàng chuyên dùng môi trường, nghiền nát hủy hình dạng sản phẩm.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index duy trì sắc xanh khi mà tăng 6,21 điểm lên mức là 1.107,53 điểm, cũng là mức cao nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây. Trong đó thì nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của thị trường khi mà hầu hết các cổ phiếu đều tăng giá. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Cụ thể, cổ phiếu Vietcombank kết tuần thiết lập đỉnh mới với giá 100.500 đồng trên một cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng đều tăng từ 2 đến 4% như Liên Việt Postbank, Techcombank, Sacombank, Vietinbank. Trước đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có một tuần tăng trưởng khá ấn tượng và là nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất tới VN Index. Trong phiên ngày 8 tháng 6 năm 2023, giao dịch toàn thị trường đạt 1,1 tỷ USD. Phiên này đánh dấu sau gần một năm, ngày 15 tháng 6 năm 2022, thị trường chứng khoán lại có phiên giao dịch vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Việc Tổng cục Thống kê công bố số liệu kinh tế vĩ mô của tháng 5 có phần tích cực và cho thấy là nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu là quay lại cái đà tăng trưởng và có thể là trong thời gian tới có thể là đạt đáy. Đây là một trong số những cái tín hiệu rất là tích cực cho thấy là nền kinh tế đang bắt đầu phục hồi trở lại, thì qua đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những doanh nghiệp trong nền kinh tế. Khi đó thì cái nhu cầu vay mượn cũng như là cái chất lượng tài sản đi vay ở các ngân hàng sẽ được cải thiện khá là nhiều và qua đó sẽ hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu này. Vừa qua, ngân hàng nhà nước liên tục giảm lãi suất điều hành cũng tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu này. Theo đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có sự tích lũy chặt chẽ trong bối cảnh thị trường sideways. Trong khi các nhóm ngành khác liên tục hút tiền, cổ phiếu ngân hàng chủ yếu đi ngang trong thời gian qua. Do đó, khi dòng tiền này quay trở lại, nhóm này cũng bật tăng khá mạnh để dẫn dắt chỉ số. Những cổ phiếu mà nó tăng rất là tốt từ đầu năm. Thì khi mà cái sự tăng nó rất là mạnh trong một thời gian dài rồi, thì cái việc mà điều chỉnh trong cái thời gian 1-2 tuần là một chuyện rất là bình thường. Thì theo đánh giá của TCC thì cái việc mà chỉnh lại của ngành ngân hàng để nhường cho những cái ngành khác, đó là một cái dấu hiệu mà cái sự phân bổ lại dòng tiền thôi, chứ nó cũng không phải là một cái gì đó ảnh hưởng quá xấu bởi cái ngành ngân hàng. Thì cái sự tích lũy này thì hy vọng là sắp tới sẽ có một cái điểm tích cực ở một số ngân hàng, thì từ đó sẽ đột phá lên. Thực tế ở Việt Nam có rất ít ngành hàng liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng hai con số nhiều năm liền như ngành ngân hàng. Không phủ nhận ngành ngân hàng vẫn đối mặt với một số thách thức như tỷ lệ thu nhập lãi thuần có thể suy giảm, rủi ro chất lượng tín dụng suy giảm. Song thị trường đang phát đi những tín hiệu được kỳ vọng sẽ giảm sức ép lên hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong nửa cuối năm 2023. Thì bên cạnh đó chúng ta sẽ nhận thấy được một số những cái hỗ trợ từ chính phủ cũng như là ngân hàng nhà nước, giống như là việc cơ cấu lại nợ xấu hay là một số những chính sách tạo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, thì những chính sách này cũng hỗ trợ và làm cho cái sự khó khăn của nhóm cổ phiếu ngân hàng nó được giảm bớt phần nào. Tuy nhiên thì nhìn tổng thể thì nhóm cổ phiếu ngân hàng nó vẫn gặp rất là nhiều thách thức trong nửa cuối năm 2023. Ngay cả với một giả định không thực tế rằng các ngân hàng Việt Nam sẽ không tạo lợi nhuận trong năm 2023, các chuyên gia tài chính đưa ra nhận định hầu hết cổ phiếu các ngân hàng Việt Nam hiện giao dịch gần mức thấp nhất trong 10 năm qua, tương đương giai đoạn năm 2011 đến năm 2012. Trong khi bản cân đối kế toán hiện tại của các ngân hàng Việt Nam đang tốt hơn đáng kể, thì đây cũng là thời điểm thích hợp với tích sản cổ phiếu ngân hàng.